vocnuocnhat.vn. Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn máy lọc nước của Chim Yêu Ông, nhãn hiệu là Excel Human, hay nó một phiên bản khác của cái máy Chim Yêu Ông TI5HX. Máy còn rất mới và đẹp. Đây là sản phẩm mình đấu giá, sàn đấu giá Yoho nội địa Nhật được ship rất là cẩn thận về Việt Nam. Sau đây thì mình sẽ thực hiện bài test nước của cái máy Excel Human này. Đây thì vừa test nước thì mình sẽ vừa hướng dẫn sử dụng luôn cái máy này nhá. Đây thì đây ta sẽ nhìn thấy đây là bàn điều khiển của nó này. Đấy, bàn điều khiển với các cái phím bấm. Bên này là các cái phím điều chỉnh hẹn giờ. Còn ở bên dưới này đây, bên dưới này đây thì ta sẽ nhìn thấy là tháo cái nắp này ra. Đấy, thì ta sẽ có là chỉnh nhạc và chỉnh van nước thải. Van nước thải đồng thời với van nước thải nó chính là cái chỉnh cái độ pH ở cửa ra. Đấy, nếu mà ta chỉnh lấy nhiều nước kiềm ở đây ra thì pH của nó sẽ bị thấp hơn một chút. Nhưng mà nếu ta lấy ít thì là pH của nó sẽ ở mức cao. Chính vì thế cho nên là trong các cái hướng dẫn sử dụng hay là các cái tài liệu kỹ thuật của các dòng máy thì bao giờ độ pH người ta sẽ trải dài trên cái dài. Ví dụ là từ 8 đến 8.5, 9.5 đến 10.5, chứ không thể nào là nó fix sẵn một cái giá trị là 8 hay là 9 hay là 9.5. Đấy. Đây ta sẽ lấy lần lượt, nâng lên lần lượt từ mức dưới cùng là axit mạnh nhất. Thì với mức axit mạnh nhất đây, dưới cùng đây, đèn dưới cùng, thì ta sẽ lấy hai loại nước. Thứ nhất là nước ở trên cái đầu da, đầu vòi da này, và nước ở trên ở van nước thải. Thì đây là đầu vòi da. Ta sẽ lấy nước đây. Đây là nước axit mạnh nha. Axit này. Đây ta sẽ lấy nước thải ra. Nước thải ra, nước thải của nước axit thì sẽ là nước kiềm. Đấy. Tiếp ta thấy lấy ở mức axit yếu. Axit mức axit ăn nước axit mạnh này ta sẽ dùng để rửa tay này. Lau bếp này, lau các cái bề mặt này. Đấy. Còn nước axit yếu thì ta sẽ dùng để rửa mặt, nó là một dạng nước xịt khoáng của chị em phụ nữ. Đây, nước axit yếu đây. À, ta tắt nước đi để ta switch sang cái chế độ đây, cái phím màu xanh này, màu xanh lá này. Đây, màu xanh lá này, đây là chế độ lấy nước trung tính. Đây, nước trung tính. Đấy, nước trung tính, nước trung tính thì nước sẽ chỉ đi qua bộ lọc và đi ra ngoài luôn. Đấy, chứ không không đi qua buồng điện phân. Đấy, nước trung tính. Đấy, nguyên tắc hoạt động của nó là khi nước đi qua bộ lọc sẽ được cấp vào trong buồng điện phân, còn trường hợp nước trung tính thì nó sẽ không đi qua buồng điện phân nữa mà nó ra thẳng ngoài luôn. Đấy. Tiếp theo đây là nước kiềm mức độ 1. Đây, màu xanh kiềm này. Mức kiềm mức độ 1 thì ta dùng làm gì? Nước kiềm mức độ 1 thì là ta dùng để uống cho người mới tập uống. Đấy, tôi cũng lưu ý là cái nước trung tính thì ta uống dành cho em bé dùng để pha sữa, dành cho mình uống thuốc tây để nó không làm mất đi những cái vị, những cái chất gây ra những cái phản ứng hóa học ở bên trong cái thuốc hay cái sữa đó. Còn đối với nước kiềm mức 1 thì là mức kiềm yếu, thì dành cho những người mới tập uống thì ta phải để cho cơ thể ta thích nghi dần dần với này các cái loại nước kiềm này, vì trong nước nó có tính kiềm, đồng thời nó có tính hoạt tính hero. Đấy, mình cái gì mới vào người thì mình cũng phải thích nghi đã. Tiếp theo là cái mức kiềm thứ hai. Cái mức kiềm thứ hai đây thì là mình sẽ dùng để uống. Khi mình đã tập uống khoảng 2 tuần đầu mình uống quen rồi thì mình sẽ uống và mình nấu cơm. Mình nấu cơm thì trong này nó có tính kiềm và có hoạt tính hero. Đấy, mình nấu cơm thì nó cũng sẽ cho mình cái cơm dẻo hơn, ngon hơn. Đấy. Đấy.
đấy là mức 2. Thế còn mức 3 là khi mình uống mức 2 mình uống quen đúng rồi thì mình sẽ chuyển sang mình uống mức 3 mình có thể uống thường xuyên, hoặc là mình đi vận động thể thao, mình làm việc nặng nhọc thì mình có thể uống mức 3 để mình điện giải cơ thể mình luôn, bù nước cho cơ thể mình luôn. Thì ngoài ra thì cái nước mà mức 3 này thì mình có thể là dùng để pha trà, pha cà phê thì giúp cho trà, cà phê nó tiết ra, nó phai ra những cái tinh chất ở trong trà, cà phê ra được mạnh mẽ hơn. Đấy, sẽ có Lọc Hương Nhật.vn sẽ có một cái buổi làm video thử nghiệm là cái nước thường kia với lại nước ion kiềm này khi pha trà thì nó sẽ như thế nào, để nó có cái nhìn rõ ràng hơn về cái đấy là mức kiềm 3. Mình sẽ uống ở mức kiềm 1, kiềm 2, kiềm 3 nhé. Thì là mức kiềm 1 thì nó ứng với mức pH khoảng 8-8.5, mức kiềm 2 là khoảng 8.5-9, mức kiềm 3 là khoảng từ 9-9.5. Thế còn đến mức kiềm 4 này nó là từ 9.5-10.5. Thì đây là mức kiềm mạnh và hoạt tính hydro rất là mạnh. Thì là nó sẽ dùng để mình ngâm rau củ quả, hầm xương. Thì cái việc như thế thì là mình ngâm rau củ quả nó sẽ đánh bật được những cái thuốc trừ sâu bám trên bề mặt, thuốc bảo vệ thực vật hay là những cái chất bảo quản đấy. Và khi hầm xương thì nó giúp cho cái việc mà mình hầm xương nó tiết được ra nhiều cái dinh dưỡng ở cái xương nhất. Với cái mức 4 này thì mình lấy thêm một cái nước ở cái đầu da của nó nữa, nó chính là nước axit đấy. Thì về mặt nguyên tắc bảo toàn thì đầu này mình lấy kiềm thì đầu thải ra thì nó sẽ phải là axit. Thì đây tôi để đây đấy, như này đấy. Thì bây giờ ta sẽ dùng thuốc thử để mình thử cái này để mình xem cái con máy này nó sẽ cho mình cái chất lượng như thế nào. Đấy, thì ta sẽ thấy là con này là axit rất là tốt. Axit rất là tốt này. Đây, axit này, axit ở đấy là đầu thải có mức kiềm cao rất là tốt. Đấy. Đấy. Nên rất là đẹp, kiềm nên rất là tím. Đấy. Trên 10 đảm bảo chất lượng. Đây ta sẽ thử xem là cái khả năng tạo hydro của cái con máy này như thế nào. Các bạn lưu ý là khi mà lấy kiềm nhé, lấy kiềm thì bao giờ nó phải có tiếng kêu này, tiếng nhạc này, nhạc reo này, thì lúc này là mới là máy đã điện phân nó mới làm việc, còn khi không có nhạc reo thì máy không điện phân. Đây các bạn có thể nhìn thấy là cái bọt khí nó rất là nhiều, rất là dày. Và đấy, đấy đấy là cái khả năng tạo ra nước kiềm dầu hydro là như vậy. Đây ta sẽ thử rồi, nhỏ vào cái giọt nước này vào đây. Đấy, lên màu rất là tím đấy, kiềm hydro. Đấy là cái tôi giới thiệu đến Lọc Nước Nhật, giới thiệu đến các bạn cái máy lọc nước Excel Human của Chimio. Máy này date 2014 nhưng được bán ra vào năm 2015, còn rất là mới, rất là đẹp, và tất nhiên là cái giá của nó cũng sẽ tương xứng với lại cái chất lượng của nó. Để mọi thông tin liên lạc, mọi thông tin chi tiết để tìm hiểu về sản phẩm cũng như để báo giá sản phẩm một cách tốt nhất, xin mời vào truy cập website lọcnuocnhat.vn, gửi thông tin của quý vị các bạn về cho chúng tôi. Hoặc là bạn có thể là gọi đến số hotline 0903 266 555 để được báo giá cũng như được tư vấn sản phẩm phù hợp nhất với cái mức tài chính của mình, với cái nhu cầu của gia đình mình. Xin cảm ơn các bạn. Và cái video clip này cũng sẽ được up lên kênh YouTube Lọc Nước Nhật.vn. Anh quý vị các bạn xem, nhớ xem hết video thì nhấn like, comment hoặc là chia sẻ video này
nếu cảm thấy nó hữu ích cho bạn bè, cho người thân. Đồng thời đừng quên nhấn đăng ký để xem được những video mới nhất của lọc nước nhật.vn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.